Sáng 1 tháng 11, một bé trai nặng 3,6 kg là công dân đầu tiên chào đời trong ngày thị xã Đông Triều trở thành thành phố. Tại khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản của Trung tâm Y tế Đông Triều Quảng Ninh, các y bác sĩ đã đỡ đẻ thành công một bé trai sơ sinh nặng 3,6 kg là con của sản phụ Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh năm 2002, trú tại phường Tràng An, thành phố Đông Triều. Đây cũng là công dân đầu tiên chào đời trong ngày thị xã Đông Triều lên thành phố. Trước đó, ngày 28 tháng 9 năm 2024, thị xã Đông Triều đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về việc thành lập 4 phường và thành phố Đông Triều. Như vậy, từ ngày 1 tháng 11 năm 2024, thị xã Đông Triều là thành phố thứ 5 của tỉnh Quảng Ninh. Ngày 1 tháng 11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công điện số 8248 điện các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Bình Định, các bộ Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam về việc ứng phó với mưa lớn khu vực miền Trung. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 3 tháng 11 đến ngày 5 tháng 11, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa to cục bộ, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400mm, có nơi trên 500mm. Từ ngày 6 tháng 11, mưa lớn có khả năng dịch xuống khu vực Hà Tĩnh đến Bình Định và có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày. Nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các bộ ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Bình Định khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ bão số 6, nhất là tại các tỉnh, thành phố Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Cơ quan thông tin đại chúng địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai đến các cấp chính quyền và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó. Ngày 1 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Tống Thanh Việc, sinh năm 1975, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan điều tra nhận được đơn tố cáo của 6 người dân về việc bị Tống Thanh Việc lừa bán nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên. Theo kết quả điều tra, từ năm 2015, Tống Thanh Việc đã xây dựng trái phép nhiều căn nhà trên đất nông nghiệp và bán cho người dân, đồng thời lập phi bằng, giấy tay để tạo lòng tin cho người mua. Mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần nhắc nhở và xử lý, nhưng đối tượng này vẫn ngang nhiên vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong dư luận. Điều đáng nói là sau khi mua nhà, nhiều người dân đã bị chính quyền cưỡng chế, phá dỡ vì xây dựng sai quy định, khiến họ phải chịu những thiệt hại nặng nề. Cũng liên quan đến vụ việc này, một số cán bộ lãnh đạo phường Tân Phước Khánh đã bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm trong việc quản lý đất đai và xử lý vi phạm xây dựng. Tối 1 tháng 11, trong khi giá vàng miếng SJC được công ty SJC niêm yết mua vào 87,5 triệu đồng trên một lượng, bán ra ở mức là 89,5 triệu đồng trên một lượng, thì một ngân hàng bất ngờ có động thái lạ trong việc niêm yết giá vàng miếng SJC. Trong khi các doanh nghiệp mua vàng miếng SJC quanh 87,5 triệu đồng trên một lượng, ngân hàng ACB bất ngờ niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào lên tới 88 triệu đồng trên một lượng, bán ra ở mức là 89,5 triệu đồng trên một lượng. Exim Bank, Sacombank mua vàng miếng SJC thấp hơn ACB quanh mức 87,5 triệu đồng trên một lượng, bán ra ở mức là 89,5 triệu đồng trên một lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn 4 số 9 và vàng trang sức chưa dừng đà tăng giảm. Công ty SJC bán ra vàng nhẫn 88,9 triệu đồng trên một lượng, công ty PNG 89,15 triệu đồng trên một lượng, ổn định so với buổi sáng. Riêng tập đoàn Doji hạ mạnh giá vàng nhẫn trơn xuống còn 88,1 triệu đồng trên một lượng mua vào và 89,1 triệu đồng trên một lượng bán ra, giảm thêm 150.000 đồng so với buổi sáng và giảm tổng cộng 450.000 đồng so với hôm qua. Giá nhà chung cư vùng thành phố Hồ Chí Minh tăng từ 49,2 triệu đồng trên 1 mét vuông lên 64,2 triệu đồng trên 1 mét vuông, tương đương mức tăng 30,6% trong 9 tháng đầu năm 2024. Thông tin trên mới được đưa ra tại hội thảo do Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, Hội môi giới Bất động sản Việt Nam tổ chức.
Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, nguồn cung nhà ở các tỉnh vùng thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 11.000 sản phẩm. Nguồn cung 9 tháng qua hầu hết đến từ giai đoạn tiếp theo của các dự án cũ, trong đó 69% là căn hộ, 24% là biệt thự, nhà liền kề. Về giá bán bình quân cụm mẫu dự án ở thành phố Hồ Chí Minh tăng từ 49,2 triệu đồng một mét vuông lên 64,2 triệu đồng một mét vuông, phản ánh mức tăng 30,6% so với cuối năm 2023. Nhận định về triển vọng bất động sản vùng thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2024-2030, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng có hai yếu tố vĩ mô tạo sức bật. Đó là động lực từ phát triển kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh trong vai trò một trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước có tỷ lệ đô thị hóa cao, và sức bật từ hạ tầng hiện đại kết nối thuận tiện khi hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang được triển khai để kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh trong vùng. Tuy nhiên, do quỹ đất khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh ngày càng khan hiếm nên nhu cầu mua bất động sản sẽ dịch chuyển đáng kể sang các tỉnh thành vùng ven như Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nhờ khôi phục toàn bộ mạng bay nội địa và hầu hết các đường bay quốc tế, mở thêm các đường bay mới cùng hoạt động khai thác tăng cao trong giai đoạn cao điểm hè, Vietnam Airlines đạt kết quả kinh doanh tích cực trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2024. Hết rồi ạ! Theo đó, 9 tháng đầu năm 2024, Vietnam Airlines đạt tổng doanh thu hợp nhất hơn 85.466 tỷ đồng, tăng hơn 24,64% so sánh cùng kỳ năm 2023. Trong đó, doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 13,34%, tương đương tăng hơn 3.055,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả kinh doanh khả quan trong điều kiện kinh doanh vẫn còn nhiều yếu tố rủi ro tài chính và chi phí đầu vào tăng cao. Trong 9 tháng đầu năm, Vietnam Airlines thực hiện 106,4 nghìn chuyến bay an toàn, vận chuyển hành khách đạt 17,2 triệu lượt, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2023. Vận chuyển hàng hóa, bưu kiện gần 226.000 tấn, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2023. Vietnam Airlines đã khôi phục lại toàn bộ mạng bay nội địa, khai thác trở lại hầu hết các đường bay quốc tế và mở thêm các đường bay mới. Hãng cũng khai trương các đường bay quốc tế mới Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, Munich, Đức, Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, Manila, Philippines, Hà Nội Phnom Penh, Campuchia và loạt đường bay nội địa như Đà Nẵng, Đà Lạt, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng, Cần Thơ. Trong lễ công bố chương trình truyền hình thực tế Cơ hội cho ai, Cô Trang, mùa 6 ngày 1 tháng 11 tại Hà Nội, Hoa hậu Kỳ Duyên có tham gia và chia sẻ về việc cô sẽ học lại đại học. Trong chương trình năm nay, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ xuất hiện ở vai trò là một ứng viên ứng tuyển việc làm trước các sếp. Đặc biệt tại đây, Kỳ Duyên đã thẳng thắn chia sẻ về chuyện chưa tốt nghiệp đại học gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua. Lý giải về sự xuất hiện của Hoa hậu Kỳ Duyên, nhà sản xuất Miss Universe Việt Nam 2024, đồng thời cũng là một trong 7 sếp của Cơ hội cho ai mùa 6 chia sẻ rằng đây là cơ hội phù hợp với Kỳ Duyên, bởi câu chuyện của cô ấy rất đặc biệt. Một cô gái chưa tốt nghiệp đại học nhưng đủ dũng cảm để xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia, đối mặt với những sếp lớn, những doanh nhân thành công. Ngoài ra, Kỳ Duyên cũng đưa ra một lời hứa trên chương trình rằng cô sẽ học và tốt nghiệp đại học. Đây là cam kết cô ấy chia sẻ trước các sếp lớn. Trước đó, Hoa hậu Kỳ Duyên từng gây tranh cãi về vấn đề học vấn. Thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, cô là sinh viên năm nhất Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Năm 2016, cô thông báo chuyển vào học tại Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại thành phố Hồ Chí Minh để thuận tiện phát triển sự nghiệp. Đến tháng 9 năm 2024, đại diện Trường Đại học Ngoại thương xác nhận Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên chưa tốt nghiệp đại học.